Full 5 con xe mô tô 12 luôn. Đã vãi. Không biết xanh. Các kiểu là điểu luôn. Được đã. Đây mới đúng chắc là Rocking Boy nè. Xe A có thể không có nhưng mô tô là phải có hết. 12 các kiểu là có hết, sang hết. Nhìn sướng thiệt. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đua lại một số dòng 12 mô tô đã có mẹt tại Gimix Mobile nha. Con ma thân đỏ là một con xe mô tô đầu tiên luôn. Mô tô 12 đầu tiên, dòng 12 đầu tiên trong Gimix Mobile luôn các bạn. Thì con này ra lúc đó thì xe A cũng yếu nên nó cũng không khỏe lắm. Tốc độ nó cũng khá là thấp. Rồi tốc độ cũng không ngon. Skill cũng không được ổn lắm. Skill của nó là 30 giây là đầu được thì stand sức mạnh cơ bản. Và động tường thì có boost. Nhưng mà vào thời điểm đó thì cực kỳ bá luôn. Chỉ vào bây giờ nó không được bá thôi. Con này giờ đua lại mình thấy nó hơi cái bánh nó hơi sâu sao quá so với mấy con mô tô kia. Thấy nó bự nhưng mà bánh nó nhỏ nhỏ, đua kiểu nó kiểu gì á. Con này hồi lâu mình cũng săn. Mô tô 12 mới ra mà cũng ghiền. Ở đó cũng khá nhiều bạn săn con này á. Kiểu như mô tô 12 mới ra nó lạ lạ á. Ghiền săn tùm lum ra luôn. Chim hót trẻ người ta bắt đầu nè. Nitro fan để bắt đầu nha. Nitro rồi fan nhắn liên tục nha. Nitro fan mà thấy cũng có một số bạn hỏi là gián đoạn như Nitro là nhắn sao thì bạn nhắn hai fan liên tục á thì các bạn để nhắc Nitro nha. Và một số trên đường thẳng mình đang chạy á, mình thường thường mà muốn nhét nitro để dùng nitro CWW thì mình dùng hai phanh. Những bạn nào mới thì không biết, có những bạn cũ thì nắm rõ cái này thôi. Chạy con ương đen xanh. Mình định chạy con kỵ sĩ ác ma nhưng mà thấy nó cũng khá là giống với con ma thần đỏ. Nhưng mà cái con này nó cũng giống với con chiến sĩ tương lai này. Nhưng mà màu nó cũng khác mà. Con này màu xanh, chiến sĩ tương lai màu trắng. Thật ra nó cái việc thay đổi màu này nó cũng đúng thôi. Bởi vì cái lúc mà nếu mà ra cái thời điểm mà ra con ương đen xanh này mà ra con chiến sĩ tương lai thì nó rất là lỗi. Lỗi meta các bạn ạ. Bởi vì con chiến sĩ tương lai nó quá mạnh so với thời điểm đó nên nó ra con ương đen xanh này. Nó ném sức mạnh một tí. Chiến sĩ tương lai ném sức mạnh và đổi màu là thành con ương đen xanh các bạn. Nói chứ làm biến đua mấy con cũ yếu nên ngại đua con kỵ sĩ tương lai quá. Kỵ sĩ ác ma nên chạy con này. Để con này cảm giác bánh nó bự, đua nó lật quải quá, dễ điều khiển hơn. Thật sự, con này dễ điều khiển hơn so với con ma thần đỏ lúc nãy mình đua. Chiêu con này cũng khá là bình thường các bạn, đem được xíu tốc độ và một chút thời gian mini boost này, xíu à. Nhưng mà con này đẹp thiệt. Màu xanh, màu bô rồi nhìn khá đẹp, màu bô nhìn rất đẹp. Rất nhất là màu bô này. Mình thấy mấy bạn hình như tập map này hơi ít sao á. Hình như mình đua map này mà kiểu như ranh ranh này
Mấy bạn thường không gì đích. Chiến sĩ tương lai nè. Điều này đã lắm các bạn. Con này mà các bạn tập nhiều đu đã lắm. Tốc độ phê vãi luôn. Nó giống như con thằng ngọc trắng các bạn à. Đua mày cảm giác như đua thằng ngọc trắng các bạn. Bén tốc độ rất kinh luôn. Con chim này không hót rồi. Rồi. Lấy Micho làm kéo Micho bị tạch luôn. Sao con chim nó hay không hót chứ ở đoạn đó ở vòng 1 ta. Hôm qua nó cũng không hót ngay đó luôn. Này thì kéo Micho quá đơn giản rồi. Thời gian mình đi bước của nó cũng khá là cao. Liều hút kéo Micho đập xe đập. Hót lên nào, đúng rồi. Trời, hót quá trời luôn. Rồi một chỗ nghiêng một đoạn nó không hót lần luôn. Kéo Micho 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 xếp liều liều. Con này chạy mấy cái map thì thẳng kéo Micho khá là mạnh luôn các bạn. Tốc độ timing đi boost đồ khá là ghê. Con này nè. Đậu xanh thằng kia. Nhưng thích đâm như đít tao là sao? Các bạn chạy mô tô thì chạy theo cách nè. Không bị nhanh luôn, bắt đầu đã lắm. Xe thì mình cũng hay chạy theo cách đó. Cách đó nó hơi khó hơn bình thường một tí. Ok đẹp vãi. Con xe đây nhiều lúc nó nhẹ quá. Nó nhẹ nó nhỏ nhỏ. Mình cảm giác như đang chạy xe đạp các bạn à. Không qua xe máy nữa. Con này như giống xe đạp điện hơn. Khá nhỏ rồi, nhẹ. Nhưng mà con này chạy đã thiệt. Chạy sướng thiệt các bạn. Con này chạy sướng tê. Gì mà tông ghê rồi ta. Anh nhìn này lắng ghê quá. Bốc đầu. Con này mà bốc đầu skill 320. Làm sao mấy cái kia lên tốc độ lại được. Đâu kéo Micho vẫn kéo được luôn. Này thì mình mới review gần đây rồi. Con xe mô tô rất là đã luôn.
thật chạy mô tô nó cũng khá mạnh, nó không kém gì xe bốn bánh thôi, nó chỉ hơi khó chạy một chút thôi. Các bạn chạy tốt mấy cái đoạn gián đoạn nitro các bạn dùng bốc đầu ở mô tô nó khá tiết kiệm được thời gian, sướng lắm. Có đoạn này. Ok thì clip của mình cũng thế này thôi nha, các bạn xem thích thì nhấn like cho mình nha. Bye bye các bạn nha, chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ nha.